Ngày 18 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương đã khám xét nhiều địa điểm liên quan đến vụ hai thi thể trong khối bê tông ở ấp 5 xã Hưng Hòa, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương, thu giữ một số tang vật. Khi khám xét chiếc ô tô 7 chỗ chở 4 phụ nữ bị tình nghi liên quan đến vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra tìm thấy nhiều vật dụng như nồi niêu, son chảo, chén bát, quần áo và lượng tiền mặt lớn chưa kiểm đếm, gồm một cọc 500.000 đồng và một cọc 200.000 đồng. Nhìn thoáng qua chiếc ô tô như một căn nhà di động, nhóm nghi can chất trên xe tất cả những vật dụng cá nhân có trong một gia đình bình thường. Số tang vật này đang được cảnh sát tạm giữ phục vụ công tác điều tra. Trước đó, cảnh sát khám xét một căn nhà gần đường D2 trong khu tái định cư Bào Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bào Bàng, cách nơi tìm thấy hai thi thể bị đổ bê tông khoảng 15 km. Đây là căn nhà được hai người phụ nữ có liên quan đến vụ án mạng thuê để sinh sống. Chị Nguyễn Thị Hà, người sống gần căn nhà bị khám xét cho biết, cách đây hơn một tháng, có một phụ nữ đi ô tô 7 chỗ đến ở ngôi nhà này. Căn nhà này cũng được bọc bạc kín. Người phụ nữ đi ô tô 7 chỗ ở đây được khoảng một tháng và rời đi. Trong thời gian cô ta sinh sống, căn nhà này rất yên tĩnh. Người phụ nữ lái ô tô 7 chỗ màu bạc, thường đi sớm về khuya.